Hoa Đạo Bơ xin đón chào tất cả mọi người đang đến với chương trình Bác sĩ Nhi Khoa được phát sóng vào lúc 17:50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với bản tin Sức khỏe Nhi Khoa. Cảnh báo viêm da tiếp xúc do kiến ba khoang. Kiến ba khoang là loài côn trùng có thể xuất hiện quanh năm, nhưng nhiều nhất vẫn là vào mùa mưa, từ tháng 6 đến tháng 10 hàng năm. Độc tố của kiến ba khoang rất nguy hiểm, gây bệnh viêm da tiếp xúc trên người. Mức độ bệnh tùy thuộc vào thời gian tiếp xúc và nồng độ chất tiết của chúng. Người bệnh dễ bị chẩn đoán nhầm là zona. Viêm da tiếp xúc do kiến ba khoang có các biểu hiện: da đổi thành vệt, thành đám nền hơi cộm, trên có mụn nước hoặc mụn mủ li ti, vùng trung tâm thương tổn hơi lõm màu vàng nâu, hình tròn hoặc bầu dục. Đặc biệt, thương tổn vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện do trẻ tiếp tục va quệt từ vùng da bệnh sang vùng da lành. Bệnh khiến trẻ ngứa, rát bỏng hoặc đau tại chỗ nên có thể quấy khóc hoặc sờ chạm vào tổn thương gây lây lan. Cách xử trí sau khi tiếp xúc với kiến ba khoang: loại bỏ ngay kiến ba khoang nếu phát hiện được, không dùng tay trần để bắt, giết, miết. Nên thổi hoặc dùng găng tay, tờ giấy để loại bỏ chúng. Rửa vùng tiếp xúc bằng nước sạch và xà phòng. Sau đó, dùng thuốc sát trùng nhẹ. Tuyệt đối không tự ý bôi đắp các loại tự chế, ví dụ gạo nếp, đậu xanh, kem đánh răng hoặc một số loại lá cây làm bệnh nặng thêm và bội nhiễm. Lưu ý, nếu thương tổn nhẹ, chỉ là những vệt đỏ khu trú, xử trí ban đầu tốt, khoảng 2 đến 3 ngày bệnh sẽ đỡ. Nếu thương tổn nặng, lan rộng, đặc biệt ở những vị trí quanh mắt hoặc có biểu hiện bội nhiễm nên đưa trẻ đến cơ sở y tế, tốt nhất là khám chuyên khoa da liễu. Ưu tiên sử dụng thảo dược trong điều trị biếng ăn ở trẻ. Đó là lời khuyên từ các chuyên gia trong buổi tọa đàm về cách giúp bé ngon miệng khi ăn dặm và đi nhà trẻ tại báo Sức khỏe đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế. Tiến sĩ Phan Bích Nga, giám đốc trung tâm khám tư vấn dinh dưỡng trẻ em, Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, trẻ biếng ăn bẩm sinh rất ít, tỷ lệ chỉ khoảng 5%. Tuy nhiên, biếng ăn ở độ tuổi đi nhà trẻ, tỷ lệ tăng vọt lên đến 40%. Vậy khi nào thì nên trị biếng ăn cho trẻ? Cũng theo bác sĩ Nga, việc ăn của một đứa trẻ như biểu đồ hình sin, có lúc trẻ ăn rất tốt, nhưng sẽ có lúc trẻ biếng ăn từ 2 đến 3 ngày. Đây là biểu hiện sinh lý bình thường, không cần can thiệp điều trị. Tuy nhiên, trường hợp biếng ăn kéo dài tới hàng tuần, hàng tháng, thì cần phải áp dụng các giải pháp hỗ trợ, tránh chuyển thành tình trạng biếng ăn mãn tính. Các chuyên gia cho biết, khi điều trị biếng ăn cho trẻ, điều quan trọng là xác định đúng tình trạng biếng ăn trẻ gặp phải để có hướng can thiệp đúng cách. Để cải thiện tình trạng biếng ăn của trẻ, các chuyên gia đưa ra một số lời khuyên sau. Ăn dặm đúng độ tuổi. Tập ăn dặm từ ít đến nhiều, từ loãng đến đặc. Từ một loại thực phẩm đến nhiều loại thực phẩm. Tạo cho trẻ niềm vui và sự thoải mái trong ăn uống. Cho trẻ lựa chọn thức ăn, tôn trọng khẩu vị cho trẻ. Không cách ly trẻ ra khỏi bữa ăn của gia đình. Trẻ ăn đúng thời gian biểu. Không đe dọa hay tạo hình phạt cho trẻ khi ăn. Bổ sung hydro thảo dược có 3 tác động. Đặc biệt sản phẩm được khuyến cáo sử dụng trong pháp đồ biếng ăn trẻ nhỏ của Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Lưu ý, lựa chọn các sản phẩm bổ sung được điều chế từ thảo dược chuẩn hóa, nghĩa là đảm bảo kiểm soát được tồn dư các thuốc bảo vệ thực vật, nấm mốc nếu có, đồng thời loại bỏ các thành phần gây hại, chỉ giữ lại thành phần hoạt chất cô đặc, đảm bảo tác dụng tốt nhất. Trong thảo dược dùng cho trẻ biếng ăn, phải nhắc đến hạt cỏ kari, ngọn centaury và rễ lông đẫm vàng. Quý vị thân mến, biếng ăn là tình trạng rất phổ biến ở trẻ nhỏ, đặc biệt là các trẻ dưới 5 tuổi. Theo nhật báo Washington Post từng chia sẻ, có đến 50% trẻ dưới 5 tuổi gặp tình trạng biếng ăn, không hề hứng thú gì với đồ ăn cả. Và còn theo thống kê của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, có đến 80% trẻ đến khám tại viện liên quan đến vấn đề biếng ăn. Biếng ăn kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến cân nặng của trẻ, mà còn ảnh hưởng đến sức đề kháng, đến tốc độ tăng trưởng chiều cao và phát triển trí tuệ trẻ nhỏ. Rất nhiều bậc phụ huynh không biết vì sao con lại gặp tình trạng biếng ăn như vậy. Và có rất nhiều nghiên cứu gần đây đã chỉ ra nguyên nhân trẻ biếng ăn liên quan đến chính những thói quen chăm sóc của các bậc phụ huynh. Ngay bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng bác sĩ Nhi Khoa trò chuyện về vấn đề này. Xin trân trọng giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Thị Ngọc Diệp, Phó Chủ tịch Hội Dinh dưỡng Việt Nam. Xin chào bác ạ. Xin chào Hoàng Rapper, xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình.
Cảm ơn bác đã dành thời gian quý báu của mình đến đây cùng với bác sĩ Nhi Khoa. Và nếu như quý vị có những thắc mắc nào liên quan đến việc nuôi dạy trẻ, hãy gọi đến số hotline 1800 8070 quý vị nhé. Chúng tôi đang mong chờ những cuộc gọi của quý vị. Bên cạnh đó, chúng tôi xin được chân thành cảm ơn nhãn hàng Fito Bimbi Appetito Siro ăn ngon 3 tác động nhập khẩu nguyên hộp từ Italy đã đồng hành cùng với chương trình. Và ngay sau đây, xin mời bác Ngọc Diệp cùng với tất cả quý vị khán giả, chúng ta đến với câu chuyện trong tình huống ngày hôm nay quý vị nhé. Đây ra ráng thì con ở đây này, là một miếng hồi nồi miếng cho con cái này. Giỏi quá. Bây giờ má thấy vậy nè. Nó kén ăn mà nó khó nắm trong người nữa. Mà mày cho nó ăn vậy đâu được. Ẩm nó vô cho con cha nó cho uống sữa liền. Tao làm cháo liền khác cho nó ăn. Ẩm vô liền cho con cha nó. Nó theo cha nó mà mày nuôi dở ẹt cà thiệt luôn á. Dâu con vậy đâu mà. Trời ơi, thấy nhỏ ốc mà chó cuộn luôn vậy đó. Tức gì đâu. Kỳ kỳ vậy. Tao kêu mày vô mày đưa cho con cha nó rồi mày dỗ chung với chổng đi. Mày ra ăn chi? Thì con đưa vô chổng thôi thì con vô con làm một ăn khác cho nó ăn chứ giờ sáng giờ nó không có ăn gì hết á má ơi. Cái gì mà khó ăn quá trời. Trời má cũng thấy rồi đó, thằng nhỏ có chịu ăn đâu. Bây giờ nút cơm nó cứ nhè ra hoài à. Bây giờ con phải xay cháo thôi. Con xay nè má thấy không? Tôm, cá, thịt, rau đầy đủ hết trơn à mà nó còn không ăn nữa. Ê, sao tao thấy nó mười mấy tháng rồi mà sao ba nó ăn cơm được rồi mà sao nó không ăn? Con đâu có biết đâu má, con cũng đâu có kinh nghiệm gì đâu, lần đầu lần mẹ hả? Ai mà nuôi như mày đâu, mày nuôi sao mà nó khó ăn, khó ở, chật lứt. Thì bây giờ con nhỏ khóc thì cũng lòi rúng luôn. Nhưng mà má, hay là tại má đó nghe. Thì tại ta? Người ta nói là má cho nít ăn mà má cho nó coi cái điện thoại hay là tivi hoài là nó không muốn ăn mà. Bậy. Nè, mày mở lên đi, mày mở lên cái gì? Hồi nãy mày mở gì? YouTube đó. Dạ, YouTube mà mày mở gì? Nè, mày mở con vịt. Mày mở cho con vịt đồ dễ thương đồ gì vậy nè. Nó không có chịu. Má có chiêu nó hết rồi. Má đưa rồi. Không coi mày mở hình bài gì chơi. Đưa cái nó nuốt cái tô luôn. Là nó sợ hả? Nó sợ nó. Vừa đưa nó thấy bà nó sợ cũng lắm. Đưa ra nó ăn. Đưa ra nó ăn. Mày không chịu mở bà lên. Sợ lần mày không có nhà. Tao vừa đưa ăn không? Không ăn không? Bà tới nè. Nó vừa nhìn nó lại cái ăn luôn. Trời nghèo quá má ơi. Trời ơi. Vậy cũng như là ép con của con rồi. Ép cái gì? Không thích cho mày có chiêu trò đồ. Cái gì vậy? Ủa tôi nói thiệt á nghe. Hai má con mà nói chuyện nhà tôi nào đầu hẻm đó mà tôi nghe lòng lộng luôn rồi đó. Có vụ gì? Cần gì phân xử? Đây, có bà Năm ba phân xử cho. Chị coi nè, thằng nhỏ 15 tháng rồi mà giờ nó xay cháo vậy nè. Con người ta là ăn cứng được rồi. Còn nhỏ ớn chị biết nó ăn đâu rồi. Máu cái gì vậy đó chị. Em cho nó coi hình đủ thứ trên mạng rồi cho hình Việt Khương. Chắc vài bữa em cho thôi coi cái bà phi phụng luôn. Trời đất ơi. Trời ơi tôi nói cho bà nghe nè. Cái chuyện mà cho con nít nó dụ con nít cho nó coi này để nó ăn là sai. Sai. Nó mê sai rồi nó không có thèm ăn uống. Bây giờ muốn ăn uống cái gì là phải cho coi. Còn mình không cho nó coi thì nó không ăn không có được cái gì. Bây giờ tôi phân xử. Nó đói. Con nữa. Con lớn rồi mười mấy tháng rồi nó răng nó mọc nhiều rồi. Sao đút ăn cháo hoài vậy con? Nó không có chịu nhai, nó ngậm không mà gì, cơm nó nhè ra. Bây giờ mới đầu khó khăn nhưng phải cho em nó ăn cơm để nó nhai từ từ cho nó quen. Chứ mai mốt còn cho nó ăn cháo. Ăn cháo hoài, cái rồi cái lớn lên cũng cho ăn cháo khi ăn cơm nó nhai em được. Tôi nói thiệt với bà đó nghe, thằng cu bi nhà tôi là số 1. Cháo nào mà không là cháo, cháo nào của bà là số 1, cháo tôi cũng số 1 vậy. Nhưng mà cháo bà nó èo uột, bánh làm như suy dinh dưỡng vậy đó. Ăn cái kiểu này mà suy dinh dưỡng. Nó không có chịu nhai. Bây giờ nói cho người không tin tức quá. Không tin. Bây giờ nè, tôi mời hai người à, nghe bác sĩ Nhi Khoa người ta nói nè. Hoàng Đức Bơ thấy được hai vấn đề ngay sau đây. Một là đến gần 2 tuổi mà các phụ huynh vẫn cho trẻ ăn cháo xay nhuyễn. Vấn đề thứ hai đương nhiên là thói quen xấu, vừa ăn vừa xem tivi. Như vậy chúng ta sẽ cùng đánh giá cả hai vấn đề này như thế nào, thưa bác sĩ? Chúng ta xem tình huống chúng ta sẽ thấy nó rất là gần gũi. Liệu điều này nên giải quyết như thế nào? Bởi vì câu trả lời đầu tiên là cách thức cho ăn như vậy là chưa đúng. Yeah. Chúng ta sẽ cùng với nhau tìm hiểu xem nếu mà trẻ đã rất là lớn mà trẻ vẫn tiếp tục ăn cháo xay thì sẽ có những cái ảnh hưởng gì. Ảnh hưởng đầu tiên chắc chúng ta biết đó chính là do là xay nhuyễn nên em bé của chúng ta chưa bao giờ thực hiện cái hành vi là nhai. Vì xay nhuyễn em chỉ cần nuốt thôi, em không cần nhai. Và nếu không nhai, đầu tiên là không tiết ra dịch từ các cái tuyến nước bọt. Sẽ tiết ra nước bọt có vai trò là làm ẩm thức ăn. Vai trò thứ hai quan trọng hơn nhiều là trong nước bọt có một loại enzyme tên là amylase. Để làm gì? Để chuyển hóa chất bột đường trong cái thực phẩm. Yeah. Phần thứ hai, nếu chúng ta ăn xay nhuyễn lâu
thì em bé của chúng ta sẽ có một cái trường hợp như thế này. Tất cả các cái tuyến ngoại tiết ở trong đường tiêu hóa sẽ không tiết, là bởi vì cái động tác mà chúng ta ăn thực phẩm, nhai thực phẩm thì nó bắt đầu nó kích hoạt cái quá trình tiêu hóa thức ăn. Do đó là dạ dày cũng bớt co bóp. Các cái phần ở dưới, ví dụ như là ruột non, ruột già, cái thứ co bóp của nó cũng hạn chế đi, tại vì chúng ta không có cái động tác nhai, là động tác kích hoạt đầu tiên cho cái chu trình tiêu hóa và chuyển hóa ở trong cơ thể của mình. Rồi tiếp tục nữa là vì thiếu tiết các loại dịch ở trong dạ dày hoặc là ở trong ruột non chẳng hạn, đương nhiên là chúng ta sẽ khó lòng có thể chuyển hóa thức ăn và chúng ta sẽ hạn chế cái phần hấp thu. Rồi cái tác động thứ ba của cái việc là chúng ta say nhuyễn như thế này, đó chính là em bé của chúng ta khó lòng phát triển được cái cơ hàm. Và cơ hàm không phát triển là mặt không có đẹp. Em bé của chúng ta sẽ không có phát triển tốt các cái cơ ở cái phần mặt. Tại vì em bé không nhai, say nhuyễn thức ăn thì thức ăn không có đậm độ năng lượng cao. Cho nên khi bé lớn hơn, em bé của chúng ta sẽ rơi vào cái tình trạng là thiếu rất nhiều chất dinh dưỡng và dẫn tới một cái hậu quả quan trọng. Đó chính là suy dinh dưỡng. Và đương nhiên suy dinh dưỡng ở cái tuổi nhỏ thì rất là nguy hại, vì nó sẽ tác động đến phát triển trí não, phát triển về tầm vóc, về thể lực, về chất lượng của các cái mô ở cơ thể. Đấy là cái phần mà chúng ta say hoài, ăn say nhuyễn. Điều này là rõ ràng là sai. Có một cái xu hướng thứ hai, đó là cho cháu vừa ăn, vừa xem TV, máy tính bảng, điện thoại di động. Nói tóm lại là em bé của chúng ta sẽ phải tập trung vào một cái việc phụ cạnh cái việc chính là ăn. Thì các cháu sẽ tập trung vào chuyện màn hình và các cháu hoàn toàn lơ đãng việc ăn. Đúng là các bậc cha mẹ vẫn đưa được thức ăn vào và em bé cũng không cần nhai, em bé sẽ nuốt chửng luôn. Phần thứ hai là khi các em bé tập trung vào các màn hình thì em bé của chúng ta sẽ không hề biết cảm nhận được thực phẩm, không học được thực phẩm, không học được thức ăn, không học được những cái cảm quan và những cái cảm giác mà thức ăn đưa vào miệng của mình. Như vậy em bé của chúng ta thế nào cũng chậm phát triển trí tuệ. Thế tới đây thì chúng ta sẽ giải thích một chút là cả hai cái cách cho ăn này đều dẫn đến một cái hậu quả rất là nhanh, đó là các cháu biếng ăn. Nhiều khi chúng ta bảo tại nó biếng ăn nên là chúng ta mới phải cho nó xem TV để nó ăn. Nhưng mà không phải, chúng ta đã làm cái chuyện đó trước khi cháu biếng ăn rồi. Nguy hiểm. Nguy hiểm là bởi vì chúng ta tính là cái hậu quả của nó là trên thiếu hụt chất dinh dưỡng, biếng ăn, suy dinh dưỡng, làm cho trẻ dễ bị tăng cái nguy cơ bị thấp còi. Cảm ơn bác. Rõ ràng là những ý kiến vừa mới chia sẻ đến từ bác sĩ Ngọc Diệp thì các bậc phụ huynh đã từng nghe ít nhất là một lần rồi. Nhưng mà có rất nhiều ba, rất nhiều mẹ mặc dù nghe đó nhưng mà lại không chịu tiếp thu ý kiến, dẫn đến việc con cũng không hấp thu được chất dinh dưỡng. Như vậy thì ngoài lý do về bệnh lý thì còn nguyên nhân nào khác nữa không bác? Những cái cách thức cho ăn sai lầm dẫn tới tình trạng biếng ăn, suy dinh dưỡng vân vân chắc chúng ta kể đến ngày mai quá Hoàng ơi. Nhưng mà chúng ta có thể tập hợp nó lại thêm nhóm xem nó như thế nào nhé. Nếu mà chúng ta kể đến những cái sai lầm trong cái cách thức cho trẻ ăn thì chúng ta kể về thức ăn nhé. Đầu tiên là có hai xu hướng. Xu hướng thứ nhất là trẻ đã quá lớn rồi, răng rất là nhiều rồi, nhưng mà vẫn cho thức ăn say nhuyễn, giống như bà mẹ của chúng ta vừa mới xuất hiện ở trong chương trình xong nhé. Nhưng ngược lại thì lại có một số các trường hợp là cho trẻ ăn đồ ăn quá cứng khi trẻ còn quá bé. Có những trường hợp chỉ mới 10, 11 tháng thôi nhưng mà cho ăn cơm có hạt cứng này, rồi ăn trái cây, ăn rau, ăn củ. Thứ hai là cái này là cho ăn mất cân đối, cũng hay xảy ra lắm. Một số bậc cha mẹ cho ăn toàn là thịt thôi, rất là ít rau. Hoặc là ăn toàn là bột, là cơm thì lại bị thiếu chất đạm. Một số các trường hợp trong thực tế thì gặp rất là phổ biến, đó là ăn quá ít chất béo. Vì hiện nay rất nhiều bà mẹ đọc báo, đọc thông tin, sau đó cứ nhầm lẫn giữa trẻ em và người lớn, nói là trẻ em thì cũng phải kiêng chất béo, nên là các cháu bị ăn thiếu chất béo. Đấy là về mặt chuẩn bị thức ăn nhé, về tính cân đối. Bây giờ nếu mà chuẩn bị thức ăn nữa thì nó còn có một số các cái câu chuyện nữa. Ví dụ như là chúng ta cho trẻ ăn trong cái giai đoạn còn ít tuổi thì cho trẻ ăn quá nhiều loại thực phẩm trong một bữa ăn khiến cho trẻ rất là khó tiêu hóa, dễ bị không hấp thu được. Rồi chúng ta chuẩn bị bữa ăn một cách quá đơn điệu. Ví dụ như ngày cháu ăn 3 bữa thì chỉ có một loại đồ ăn đó thôi. Bây giờ nhóm thứ hai là về cách thức cho ăn. Nổi bật nhất là chúng ta biết rồi, vừa ăn thì lại vừa xem TV và hoặc là xem máy tính bảng vân vân. Cách cho ăn thứ hai nữa là không có cho trẻ ăn cùng với gia đình. Mặc dù trẻ đã lớn rồi, cho ăn riêng như vậy thì các cháu không có học được thực phẩm, không học được người lớn cách ăn, và đương nhiên là nó sẽ dẫn đến tình trạng biếng ăn. Rồi cách nữa là như sau, trong lúc cho ăn thì mình đưa ra rất là nhiều cái áp chế cho các cháu. Chắc là em cũng đã từng thấy là dụ khị. Đã, dụ khị các bé, tức là ăn thì con ăn đi, xong rồi má cho bim bim là không nên, không nên làm chuyện đấy. Và ngược lại thì là phạt và dọa. Rồi bây giờ tới cái sắp xếp lịch trình cho ăn thì lại hay thế này, thích ăn lúc nào thì ăn.
ăn theo nhu cầu của trẻ, tại bị hiểu nhầm. Ăn theo nhu cầu thì không có nghĩa là 8 giờ cũng ăn, 9 giờ cũng ăn, 10 giờ cũng ăn, 11 giờ cũng ăn, lúc nào cũng ăn. Thế cuối cùng em bé ra biếng ăn là vì lý do là lúc nào nó cũng ăn, cho nên không lúc nào nó đói cả. Và đây là lý do tại sao cái tỷ lệ biếng ăn hiện nay rất là cao. Cảm ơn bác rất là nhiều với những phân tích vừa rồi. Thì với những nhóm nguyên nhân như vậy thì các phụ huynh sẽ có những giải pháp như thế nào thật là kịp thời để khắc phục cái tình trạng biếng ăn của trẻ? Trong trường hợp trẻ em bị biếng ăn, chắc chắn là chúng ta sẽ phải can thiệp tùy theo nguyên nhân. Nếu mà do sai lầm trong cái cách chuẩn bị thức ăn thì chúng ta phải điều chỉnh. Yeah. Sai lầm trong cái cách thức cho ăn thì mình cũng phải điều chỉnh. Sai lầm trong cái môi trường và cái tương tác giữa cha mẹ trong lúc cho ăn, chúng ta phải điều chỉnh cái điều đó. Đây là cái phần thứ nhất. Thế còn một số các cái trường hợp các cháu biếng ăn vì các cháu bị bệnh thì chúng ta sẽ phải điều trị bệnh. Yeah. Bây giờ nhóm giải pháp thứ ba đó chính là với các cháu mà bị biếng ăn thì chúng ta không nên chủ quan. Thông thường thì biếng ăn sinh lý có nghĩa là có những cái giai đoạn nào đó thì em bé sẽ bị biếng ăn mà không có bất cứ một cái bệnh lý gì. Yeah. Cũng không sai lầm trong cách cho ăn, nhưng mà có cái giai đoạn nó sinh lý, thường thường rơi vào những cái thời điểm là các em bé mọc răng. Hoặc là em bé có những cái thay đổi trong cái giai đoạn tuổi. Thì chúng ta sẽ giải quyết bằng cách nào? Đầu tiên là chúng ta cần phải chọn lựa các cái thực phẩm nó tham gia trực tiếp vào cái quá trình hỗ trợ cho cơ thể ở những cái tác động như sau. Tác động thứ nhất là giúp cho tăng tiết được nhiều các loại enzyme tham gia vào cái quá trình chuyển hóa thức ăn được nhiều hơn. Yeah. Thì đấy là tác động thứ nhất. Và tác động thứ hai là tác động là làm sao cho cái quá trình mà tiêu hóa và hấp thu thực phẩm nó phải tốt hơn. Và tác động thứ ba là nó tác động vào cái việc là cung cấp bổ sung thêm vitamin, chất khoáng hỗ trợ cho cái việc chuyển hóa hấp thu các chất dinh dưỡng được tốt hơn. Yeah. Đấy là tóm tắt mà người ta hay gọi là ba tác động. Yeah. Đó, ba tác động này thì bây giờ chúng ta sẽ có những cái giải pháp để làm sao có được ba tác động. Chúng ta có thể là chọn một số các cái loại thực phẩm để bổ sung cho các cháu bị biếng ăn. Thêm nữa là khi mà chọn sản phẩm thì chúng ta lựa chọn các cái sản phẩm mà nó có cái nguồn gốc từ thực vật. Chúng ta sẽ xem là trong các cái phác đồ điều trị, các cái hướng dẫn kinh nghiệm của các bác sĩ là chuyên môn về dinh dưỡng, các bác sĩ sử dụng và thấy hiệu quả thì đây cũng là một trong những cái kênh để chúng ta có cái nguồn tư vấn cho nó tốt. Sản phẩm có thể hỗ trợ cho trẻ em, ví dụ như người ta hay tập trung vào mầm của lúa mì hay là phấn hoa hoặc là cỏ cà ri. Thế tại sao lại chú ý vào những cái này? Tại vì là trong thành phần vốn dĩ của các nguyên liệu thảo dược này sẽ giúp cho em bé mình ngon miệng hơn, thì em bé sẽ thích ăn hơn, sẽ dần dần giải quyết rất là nhanh cái tình trạng là thiếu hụt nhiều chất dinh dưỡng giúp cho trẻ hết miếng ăn. Xin cảm ơn bác rất nhiều. Và bây giờ, chờ đón xem gia đình nọ cùng với cô hàng xóm tìm ra được ý kiến chung như thế nào khắc phục được tình trạng biếng ăn của trẻ các bạn nhé. Hay quá Lộc. Nghe chưa? Má cũng tại má nữa. Đó. Đây. Bởi vì tôi nghe ăn nói bà bên đây, cháu là ai coi cũng vàng trơn, nhưng mà ăn uống bữa nào tôi cũng nghe nhà này rấn trời là cái vấn đề ăn uống của đứa nhỏ. Đây. Rần đó chứ tôi đâu có la. Trời ơi, là biết nhờ cái gì không? Bí quyết gì vậy dì Năm? Đây, bí quyết là đây. Đây là siro ăn ngon ba tác động từ 100% thảo dược châu Âu. Giúp ăn ngon, tự nhiên nè, tiêu hóa, hấp thụ tốt, bổ sung vi chất dinh dưỡng từ thực vật. Sản phẩm này dùng cho bé từ 6 tháng tuổi. Vị ngọt thanh rất là dễ uống, được nhập khẩu nguyên hộp từ Italy. Trời ơi, cái này cũng mua khó không dì Năm? Trời ơi, có gì đâu mà khó, dì Năm đi mua cho thằng cu Bin ở nhà đó. Vậy hả? Thôi bây giờ sẵn dì Năm gửi tặng con. Trời ơi. Cái gì vậy? Tôi tặng cho nó mà là cái gì đâu. Trời đất ơi, dễ thương vậy, mua cho tặng cho gia đình tôi luôn. Còn cháu trong nhà vậy mà. Là chị tặng là gia đình tôi bớt cái lộn đó. Dạ, cảm ơn dì Năm. Trời ơi, quý quá, vậy là con Bi quyết giúp con cũng ăn ngon rồi. Đúng rồi. Là, thôi, mày bưng cái đó vô liền, cái mày đem vô mày vô cho nó vui phái rồi. Dễ uống. Rồi cho nó uống siro đi. Dạ. Trong lúc mà nó đói bụng rồi ha Lộc ha. Ở ngoài đây tao hỏi bà vài cái bí quyết làm cái gì cho mấy nước nít nó phái. Ừ. Chẳng cái làm bữa cơm mời chị ở nhà ăn cơm luôn chứ tao mới tặng quà. Một lần nữa Hoài Đăng Bơ xin được chân thành cảm ơn bác sĩ Đỗ Thị Ngọc Diệp rất nhiều. Chúc bác thật là nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống. Và xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Fito Bimbi Appetito Siro ăn ngon 3 tác động nhập khẩu nguyên hộp từ Italy. Và nếu như quý vị có những thắc mắc nào liên quan đến việc nuôi dạy trẻ, cung cấp dinh dưỡng cho trẻ nhỏ, xin mời quý vị gọi đến số hotline của chúng tôi 1800 8070 quý vị nhé. Hoài Đăng Bơ xin phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bây giờ má thấy vậy nè, nó kén ăn mà nó khó nắm trong người nữa, mà mày cho nó ăn vậy đâu được. Ẩm nó vô cho con cha nó cho uống sữa liền, tao làm cháo liền khác cho nó ăn. Ẩm vô liền cho con cha nó theo cha nó mà mày nuôi dở ẹt thiệt luôn á, dâu con vậy đâu mà. Trời ơi, thấy nhỏ ốc mà chó cuộn luôn vậy đó.